Ở cái video hôm trước mình đăng ở cái phần 1 thì cái hình ảnh và cái nội dung thì các bạn đã biết là như các bạn đã xem các bạn biết là cái điều kiện kinh tế phát triển rất là tốt, thì đại diện cho những người dân trong bản mà cũng là những người cán bộ nghỉ hưu thì họ ấy cho biết là cái điều kiện phát triển tốt do những cái sự cố gắng làm nông nghiệp. Và đây thì bây giờ bản Họng Sọt thì là một dân tộc Khơ Mú các bạn. Lần thứ hai mình lại đến với người dân tộc Khơ Mú để xem người dân tộc Khơ Mú của bản Họng Sọt này có điểm gì khác với người Thái các bạn nhé. Thì là hai bản ở hai bên sườn đồi. Đấy. Hai bản nằm hai bên sườn đồi. Và cái điều kiện kinh tế thì khác nhau hoàn toàn. Đấy, sườn đồi bên này là bản Lọng Sọt đây các bạn. Lọng Sọt thì ở đây là dân tộc người Khơ Mú. Dân tộc người Khơ Mú này thì cái phong tục của họ từ trước đến giờ cũng là ở nhà sàn. Thế nhưng với cái điều kiện kinh tế còn eo hẹp thì những ngôi nhà tạm thời này, nhà tre vách nứa này các bạn này, sẽ dựng lên tạm thời. Những cái vách này cũng chỉ đan vào xong bắt đầu là ốp vào đây thôi. Những ngôi nhà này thì cũng có thể là của những cặp đôi vợ chồng cũng còn trẻ. Họ cũng không có nhiều điều kiện để làm nhà to. Nhìn khấu chưa? Rồi 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 rồi. Xin nha. Đây. Qua đây, qua đây. À. Nha. Ngôi làng này thì cũng không đông dân lắm đâu các bạn. Chắc nó chỉ tầm khoảng trên dưới 40 hộ. Đấy, những chiếc nhà này cũng mà thứ nhất là xây nhưng mà chỉ hết chắc chỉ vài chục triệu thôi. Hầu như các bạn ạ, hầu như phải đến 80% là những người dân ở đây có những ngôi nhà tạm bợ thế này.
dân đây thì họ ở rất là thưa thớt các bạn. Xa xa mới có một ngôi nhà. Đây. Ngoài những nhà tranh vách nứa ra thì đây cũng chỉ có những ngôi nhà tạm ốp tôn thôi các bạn. Dân đây không phát triển kinh tế lên được. Hai dân tộc ở hai bên sườn đồi cách nhau chỉ có mỗi một cái quả đồi mà nó chỉ đáng khoảng hơn 100 mét, chạy dài hơn 100 mét. Đây thì cái khu này cũng là cái khu phát triển nông nghiệp của họ đây. Lúa đây cũng đang ngả màu vàng. Cánh đồng lúa cũng không hề nhỏ thế nào. Đường bê tông cũng chạy hẳn ra đến tận ruộng luôn. Mương máng lấy nước. Đây, khu phát triển nông nghiệp không hề nhỏ thế nào các bạn ạ. Đi gặt rồi anh. Đi làm rồi à? Thế à? Anh gặt nhiều chưa? Thế à? Em hỏi anh cái này đi. Sao cái bản mình mà nhiều nhà còn khó khăn thế anh nhỉ? Thì theo anh thì do đâu? Do đâu mà họ còn khó khăn thế? Vì do vì không có đất làm ăn. Đất nông nghiệp á? Vâng. Thế nhìn thấy thì cái ruộng lúa của mình cũng rộng thêm gì nữa? Không, có người có nhà thì có nhiều nhà thì không có. À thế à? Vâng. Thế nhưng mà hầu hết này em nhìn thấy ở khu ngoài kia là đây, kể về dưới này thế toàn dân này còn rất là nghèo đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà ruộng thì ít à? Ít có hộ thì hàng hát hơn hát không có. À. Không có mảnh nào. Thế à? Vâng. Thế là lúa cái ruộng đấy là do hoang hóa hết chứ còn không phải là họ nhà nước họ chia đâu đúng không? Vâng. À. Nhà nào phá hoang được nhiều thì nhà ấy là có nhiều ruộng đúng không? Vâng. À đấy. Vâng. Vâng. Nhiều nhà rất là khổ, nhìn thấy thấy những nhà nó còn rất là nghèo nàn. Và bây giờ cũng được nhà nước coi như quan tâm cũng xây cho một số rồi anh nhỉ? Vâng. Đây như hai nhà dưới này là cũng đều nhà nước cho ai đúng không? Không, một nhà kia thôi. À một nhà đấy à? Vâng. 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 Cảm ơn anh nhé. Vâng. Chào chị nhé. Đây ngôi nhà này có một ngôi nhà nó khá giả hơn đấy. Gia đình này là trước bác chủ nhà làm trưởng bản. Xin chào cả nhà nhá. Sao có quả gì đây? À, toàn người quen. Xin chào anh em nhá. Xin ít hình ảnh nhá. Làm cái món gì này? Cái này là dâu tằm à? Con tằm. Thế à? Con tằm này là mang đi bán hay là để nhà ăn thôi? Mang đi bán. Thế à? Bán. Ba, con này bán được khoảng bao nhiêu tiền một cân? 70 à? À thế à? Này bác cho kẹo con này. À, mỗi đứa một cái nha. Ô, đấy nha, hai cho anh em. Đâu, này. Này con này. Này. Này bác vào quay phim, bác vào quay phim thì có quả này đây. Đây, đây, đây. Xin bác nhá. Vui quá nhỉ, đâu cũng này. Đây, con này. Này con này. Ai con thế nào không? Đây nữa ơi. Con áo đỏ cho bác cho rồi nhá. Ừ, rồi, ok. Ok. Hôm nay anh đi vào đây để
xem cái cuộc sống của người dân trong bản này tí. Cuộc sống đang khó khăn lắm. Khó khăn nhưng mà như nhà em này là được còn gì nữa. Nhà em kinh tế là phát triển khá giả này còn gì nữa. Đây làm nghề nuôi tầm này một năm có kiếm được nhiều tiền không? Nuôi, để ăn thôi. Văn nữa. Nhưng mà hình như là dân tộc Khmu các chú này hình như ít nuôi con này hơn là người Thái phải không? Đúng rồi. Thì không thích ăn nó mấy à? Đúng không? Thì nuôi ăn thôi, không nuôi bán. À. Không nuôi buôn. Thế à? Thế là con này bắt đầu các con này là cái con mà nó vàng vàng là nó thành ra con này đấy à? Đấy. Thế à? Nhưng mà ăn con vàng vàng thì đỡ sợ hơn nhỉ? Ăn con này thì nhiều bột ngon hơn nhưng mà ăn nó hơi ghê ghê, nhiều người không dám ăn. Đúng rồi. Đợt này mấy nhà trong bản này cũng được hỗ trợ để làm nhà nhá anh nhỉ? Vâng, đây đơn đang làm đây. Vâng. Chứ còn vẫn còn rất nhiều nhà khó khăn nhỉ? Đúng rồi, trong bản này nghèo nhất trong xã mà. Đấy đấy đấy, ngay trung tâm xã thôi mà nghèo thật đấy. Thế theo anh thì cái điều kiện nào để không phát triển được? Có cái lý do nào mà không để không? Lý do theo thì anh? Cái do dân trí thấp. Theo anh là cái lý do là dân trí thấp để không phát triển được. Chịu khó làm ăn. À ok. Ý chờ nhà nước hỗ trợ. À đấy. Ruộng nương thì vẫn có nhiều để làm đúng không? Nhưng mà không làm thôi. Mà làm nó không có vốn đầu tư là nó không phát triển. Vâng. Chị tắm ăn nó vô vợ à. Thế là vào đây là em thấy là hai ý kiến trái chiều đấy. Cái anh bên ngoài kia thì anh bảo là không có ruộng. Đấy. Thì có nhưng không có ruộng nương làm thành ra này. Có hộ thì có hộ thì không có. À ok. À. Đấy. Có thế. Nhà thì có nhiều, có nhà thì không có. Thế chính xác rồi. Bảo thế chính xác như thế đấy. Anh là trước làm trưởng bản đấy phải không nhỉ? Anh không à? Ông ca à? Thế nhà mình trước làm gì? Em vào chở thóc đây rồi, trước hình như làm cán bộ gì mà hả? Không có làm gì đâu. Thế à? Anh chịu ra bỏ nghe dưới đường đi, cầm máy quay. Anh đi cho vui tí, để rỗi rỗi làm cho vui tí. Nhà mình giờ còn mấy khẩu anh? 5 khẩu. À thế thôi. 5 khẩu mà cứ tầm khoảng cấy khoảng 3.000 thì thoải mái nhỉ? 2.000 thôi. Có cái là tiêu pha nó hết nhiều rồi chứ còn ăn thì mấy đúng không? Bây giờ đến tháng 5 lại có thóc mới. Đấy. 5 tháng 6. Chỉ có tiêu pha chứ còn ăn thì 2.000 5 người không hết được. Em về đây. Chào nhá, cảm ơn nhá. Chào. Thôi xin chào bác nhá, chào chị em nhá. Vâng. Nhá. Đi may mắn nhá. Vâng, may mắn thôi. Và gặp yêu à? Ôi thế tốt quá. Cuộc sống của người dân Nọng Sọt ở đây thì cũng phần lớn là còn rất khó khăn. Mình cũng chỉ đi tìm hiểu về cái lý do thì hai bản gần nhau, hai dân tộc khác nhau, có điều kiện kinh tế và có điều kiện kinh tế cũng khác nhau, cho nên mình cũng đi tìm hiểu về cái lý do của họ và cũng đã biết là như vậy. Bác cho kẹo con này. Đấy còn không? Ô, hình như hết rồi. Đây đây. Này, em một cái. Em một cái. Rồi. Đây, kín đi. À, cho em kia. Bớt em kia.
Còn bây giờ thì mình cũng xin được dừng video tại đây.